Tuyến tiền liệt là một tuyến của hệ sinh sản nam nằm dưới bàng quang và bao quanh ống niệu đạo, tức là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể. Chức năng của tuyến tiền liệt là kiểm soát nước tiểu bằng cách tạo áp lực trực tiếp đối với phần niệu đạo mà nó bao quanh, đồng thời sản xuất ra một số chất có trong tinh dịch, nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng khi phóng tinh. Tuyến tiền liệt phát triển liên tục trong suốt cuộc đời nam giới và có khối lượng trung bình là 20 gram. Tuy nhiên đến khoảng ngoài 40 tuổi, tuyến tiền liệt thường to lên, kèm theo đó là hiện tượng tiểu khó, tiểu buốt, đau, nóng rát khi đi tiểu hoặc đi tiểu nhiều lần. Đó cũng chính là những triệu chứng xuất hiện của bệnh lý ở tuyến tiền liệt. Phổ biến hơn cả là viêm tuyến tiền liệt, phi đại tuyến tiền liệt hay còn gọi là u xơ tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt. Viêm tuyến tiền liệt là bệnh lý khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt là nam giới trong độ tuổi sinh sản, do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nhưng phổ biến nhất là do các vi khuẩn, virus, tạp khuẩn tấn công tuyến tiền liệt. Khi bị viêm tuyến tiền liệt, bệnh nhân thường có triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu rắt, tiểu khó, tiểu đêm, tiểu buốt, bí tiểu. Ngoài ra, bệnh nhân còn đau vùng trên xương mu, mẹn bìu, tiểu khung và tầng sinh môn. Đặc biệt lúc giao hợp sẽ cảm thấy đau buốt khi xuất tinh hoặc rối loạn về co cứng dương vật. Nếu không được điều trị, bệnh sẽ gây nhiều phiền toái và biến chứng như áp xe tuyến tiền liệt, nhiễm trùng máu, viêm nội mạc cơ tim, bí tiểu cấp tính, viêm màu tinh hoàn, xơ cứng bàng quang. Đôi khi bệnh nhân còn bị hoại tử, bị vôi hóa tuyến tiền liệt ở chỗ bị viêm nhiễm, xuất tinh ra máu. Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, viêm tuyến tiền liệt còn dẫn tới các tình trạng như liệt dương, xuất tinh sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản lâu dài, có thể gây vô sinh. Đặc biệt các triệu chứng của viêm tuyến tiền liệt khiến bệnh nhân cảm thấy vô cùng khó chịu, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, tâm lý người bệnh luôn lo lắng, mất ngủ, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Phi đại tuyến tiền liệt hay còn gọi là u xơ tuyến tiền liệt là u lành tính, thường xuất hiện ở tuyến tiền liệt, thường gặp ở nam giới tuổi trung niên. Khi u này xuất hiện sẽ gây phi đại tuyến tiền liệt, chèn ép và đẩy lệch niệu đạo. Khi đó, bàng quang không tống hết nước tiểu mà giãn ra, bàng quang bị kích thích dẫn đến những hệ quả như đi tiểu lắt nhắt nhiều lần cả ngày lẫn đêm, tiểu gấp, tiểu nhiều về đêm, tiểu phải dặn, cảm giác tiểu không hết, có thể gây bí tiểu. Có đến 50% nam giới tuổi từ 50 đến 60 và 90% nam giới tuổi từ 80 đến 90 gặp phải bệnh lý này. Nếu không điều trị kịp thời, u xơ tuyến tiền liệt có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như bí tiểu cấp tính, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi bàng quang, bàng quang bị hư hại. Đặc biệt, u xơ tuyến tiền liệt còn dẫn đến suy thận. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh và có thể gây tử vong. Ung thư tuyến tiền liệt là dạng ung thư nguy hiểm và phổ biến thứ hai trong số các căn bệnh về ung thư mà nam giới hay gặp phải. Bệnh diễn tiến chậm, dễ di căn đến xương và các hạch ở giai đoạn muộn. Ở giai đoạn đầu, hầu hết các biểu hiện đều khá nhạt nhòa và giống với dấu hiệu nhiều bệnh lý khác của tuyến tiền liệt. Ở giai đoạn khối u lan tràn tại chỗ thì bí tiểu là triệu chứng thường gặp nhất. Ngoài ra còn kèm theo một vài triệu chứng khác như tiểu ra máu, nhiễm trùng tiết niệu thứ phát, chèn ép trực tràng hoặc cương đau dương vật. Vào giai đoạn muộn, ung thư tuyến tiền liệt rất dễ di căn đến xương, phá hỏng tế bào xương và gây đau nhức, tăng nguy cơ gãy xương. Khi tủy bị tổn thương, có thể gây miễn dịch kém, thiếu máu. Ung thư di căn gây cản trở việc lưu thông máu và bạch cầu, có thể dẫn tới tử vong. Prostanix là một trong những sản phẩm trị phì đại tuyến tiền liệt tốt nhất hiện nay. Phát minh mới này giúp giảm triệu chứng u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới, tiểu đêm, tiểu rắt, tiểu nhiều lần. Ngăn chặn mầm móng tế bào ung thư, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hỗ trợ chức năng gan, giúp gan hoạt động tốt hơn và giải độc gan toàn diện. Hạn chế phát triển u xơ phì đại lành tính. Cách sử dụng Prostanix. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên. Uống Prostanix hàng ngày để đạt hiệu quả nhanh chóng. Kéo dài thời gian sử dụng cho đến khi đạt kết quả tốt nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.